Dạ thưa chú cho con hỏi thăm á, con nghe đồn á, cũng như là nhiều bà con đổ về đây để mà cầu số. Tuy nhiên ông thầu cũng vô ông đập miếu luôn hả chú? Đập banh trơn nó mới sửa lại mấy tháng nay đó. Dạ là đập bể khúc nào đâu chú có thể chỉ cho con không? Chân rồi bể trơn đắp lục cục đó. Dạ. Mấy tay phải móng tay đồ đập bể trơn đó. Ồ mấy ông thầu này cũng dữ dằn ha. Sao ông biết đường vô đây hay ta? Tìm kiếm. Dạ. Tay chân nó đẹp lắm, đập bánh chành móng tay chân gãy. Dạ nhưng mà nhờ cái là mình làm cứng ha. Cho nên không có hư nổi ha chú ha. Hôm bữa chú có sửa lại không chú? Không có, người ta vô sửa, ổng vô sửa. Là ông chủ đất ha. Dạ. Dạ, ông chủ đất vô sửa lại. Chàng ơi trúng số mà tới nỗi mà ông thầu đề phải tìm tới để mà đập bỏ luôn nè cả nhà. Dạ. Thì Ngôn được người chú cho biết là hình như là đập gãy mấy ngón tay luôn. Để tay gãy. Ngay đây của ông nè phải không chú? Ngay đây bị gãy nè. Bể cái vạt này hết trơn luôn nè, đắp sơ sơ lại sửa lại u nặng hết trơn nữa. Dạ. Đập bể nguyên cái một bên cánh tay. Mà bể hết trơn mới đắp lại sửa lại. Thế là ông chưa cho. Với phần bên ngoài thì rất là nhiều gió luôn cả nhà. Dạ. Sáng 7 giờ chú sẽ. Wow. Mình về mấy cái bánh là được rồi. Đây một bánh là bạn thầy. Wow. Khá là tâm linh luôn cả nhà ơi. Bây giờ khá là hồi hộp luôn cả nhà, quay kìa cả nhà. Wow. Đụng đất rồi nhân ơi. Như vậy là đầu tiên là ông chỉ vào số 4 nha cả nhà. Wow. Số 3 bây giờ giờ đi giờ lại cũng ngay số 3. Ông gật đầu luôn rồi kìa. Wow. Dạ, Ngôn xin gửi lời chào cả nhà. Hiện tại thì Ngôn đang đi cùng với em Nhân để vào một ngôi miếu khá là linh thiêng và nổi tiếng, đó chính là miếu ông Tà Đen. Dạ. Dạ. Khỏe không chú? Dạ con chào cô nghe. Dạ, ok cô. Dạ. Wow. Dạ con cảm ơn cô. Dạ đây là ông Tà Đen này nha cả nhà. Khá là linh thiêng. Dạ con là Đinh Văn Ngôn. Dạ. Ông thờ luôn á. Là ông chủ đất hả chú? Ông Tà đi đế. Là hồi đó là làm bằng đất sét hả chú? Làm xi măng mà. Hồi đó ha. Còn bây giờ là mình cũng xi măng luôn hả chú ha? Gạch đá xi măng đó là tôi giác cũng không. Dạ như vậy là chú là chính là người giác đá để mà xây nên tượng với ngôi miếu luôn. À, như vậy là cái bức tượng ông Tà là chính chú làm luôn. Ông già nuôi làm, ông chủ đất này nè. Dạ. Ông già làm. Chú cho con hỏi thăm á, như vậy là ngày thường chú ở đây nghỉ mệt, nghỉ mát được ha? Thả bò quanh năm suốt tháng, vòng ở đây không? Là chiên thả bò ngay đây thôi. Ở đây. Dạ.
Dạ thưa chú, chú cho con hỏi thăm á, con nghe đồn á, cũng như là nhiều bà con đổ về đây để mà cầu số. Tuy nhiên ông thầu cũng vô, ông đập miếu luôn hả chú? Đập bánh trơn nó mới sửa lại mấy tháng nay đó. Dạ, là đập bể khúc nào đâu chú, có thể chỉ cho con không? Chân rồi bể trơn, đập lục cục lục cục đó. Dạ. À, mấy tay phải móng tay đồ đập bể trơn đó. Ồ, mấy ông thầu này cũng dữ dằn ha. Sao ông biết đường vô đây hay ta? Tìm kiếm. Dạ. Như vậy là bà con mình đổ về đây cũng khá là đông ha chú ha. Tiền Giang là cũng lên qua ngàn kia Tiền Giang lên. Dạ. Ở Long An chứ, Long An. Dạ. Long An lên luôn, hôm qua mới đây còn Long An lên nữa. Dạ. Dạ thưa chú, hôm bữa bị đập với chú là có sập cái bức tường này không chú? Không. Đập cũng tà không à. Con thấy mấy cái lam ở trong cũng bể hay gì đó. Đó, đập mấy cái lam đó bể chân. Đó, bể cái lam đó với đập cũng tà không. Cái này dân nó trúng số nó cũng gần nó lót lên. Dạ. Chúng số là mình vô mình lót lại hay chú ha. Dạ con nghe nói ông tà đen này khá là linh thiêng luôn. Dạ. Ngày xưa là giống như là mình ông tà nhỏ thôi hả chú? Đó cũng nắng mà lớn vậy đó. Cũng bự vậy luôn. Dạ. Tay chân ta đẹp lắm, đập bánh chành, móng tay cũng chân gãy. Dạ nhưng mà nhờ cái là mình làm cứng ha. Cho nên không có hư nổi hay chú ha. Hôm bữa chú có sửa lại không chú? Không có, người ta vô sửa, ổng vô sửa. Là ông chủ đất ha? Dạ. Dạ, ông chủ đất vô sửa lại. Chàng ơi, trúng số mà tới nỗi mà ông Hầu Đề phải tìm tới để mà đập bỏ luôn nè cả nhà. Dạ. Thì Ngôn được người chú cho biết là hình như là đập gãy mấy ngón tay luôn. Để tay gãy tay trên. À, ngay đây của ông nè phải không chú? Ngay đây bị gãy nè. Bể cái vạt này hết trơn luôn nè, đắp mới đắp, sơ sơ lại sửa lại nó u nặng hết trơn nữa. Dạ. Đập bể nguyên cái một bên cánh tay. Mà bể trơn mới đắp là sửa lại. Dạ thưa cả nhà, thì ngày hôm nay á, Ngôn cùng với em Nhân đến đây. Thì trước tiên á, là để thăm ngôi miếu ông ta, cũng như là tìm hiểu về câu chuyện trong những ngày qua, trong những ngày vừa qua. Thì có một số quý vị đến để mà xin số thì được ông cho số và trúng khá là nhiều. Cho nên đến nỗi mà ông Thầu Đề thì phải đến tìm đến đây để mà đập bỏ ông ta luôn. Và cũng như là phá miếu luôn nha cả nhà. Tuy nhiên thì sau đó thì được ông chủ đất xuống để mà sửa lại ông ta. Dạ, thì theo như người chú vừa mô tả là đập gãy một bên tay luôn nha cả nhà. Dạ. Ở đây hình như anh thấy có một quả trứng nè nha. Quả trứng này có số nè nhân, đâu lấy thử coi nha. Con thỉnh. À có nghĩa là người ta có một cái trứng để sinh sẵn nè nhân ơi. Vậy chút nữa mình dùng cái trứng đó mình ha. Có nghĩa là người ta sinh số xong là người ta sẽ để lại quả trứng ở đây ha. Dạ. Dạ thưa cả nhà, thì để tìm hiểu về câu chuyện tâm linh cũng như là cái sự linh thiêng màu nhiệm của ông ta là như thế nào, thì trong ngày hôm nay Ngôn có chuẩn bị sẵn trái cây cúng cũng như là bánh trái và một vài quả trứng, thì để xin thử coi thử trong ngày hôm nay ông ta mình có hữu duyên với ông không hay không. Để dạ. Bánh bỏ hàng trước này, dưới đó nữa. Dạ, như vậy là mình phải bỏ bánh ra ngoài luôn hả chú? Có, thì mày có ly hương nè, dưới đó một cái như là cái này chiên. Dạ, kè chiên cho chú kìa. Chiên cho chú sắp phụ cho. Dạ, như vậy là mỗi người vô đây mà xin số là chú nắm gõ hết trơn hay chú ha? Dạ. Vậy là chừng nữa chú ở đây làm công quả luôn đi. Dạ. Dạ. Dạ thưa cả nhà, thì ngày hôm nay Ngôn cùng với em Nhân sẽ giống như là xin ông ta một con số hữu duyên để coi như là một phần là để thử thách về cái sự tâm linh. Về cái câu chuyện tâm linh
mà trong 1-2 ngày qua đang nổi lên. Và kèm theo đó thì Ngôn cũng sẽ xem coi số của ông Tà cho trong ngày hôm nay gửi đến quý vị. Mình có hữu duyên có phước để mà nhận được cái lộc đến từ ông hay không. Dạ. Vừa nãy thấy ông Thợ lên đất lên tôi đi. Ông Tự. Có ông Tự chẳng mày. À như vậy là trước khi mình xin số là mình dễ như vậy hay nhân ha. Ủa anh nghĩ là mình dựng cái trứng rồi mình vẽ như vậy là sao ta? Là chỉ là cái nghĩa là cái đầu nhang nó xây để thì có cái bàn chứ có cái gạch chẳng gạch thôi là lỡ rồi lát con chùi rồi. Chuyện nó có cái bàn có số sẵn chẳng. À lỡ rồi lỡ rồi lỡ. Từ 00 tới 99 á. 09 thì xin để trứng gà đó. À như vậy là từ 00 tới 99. Đó, ý là nhưng mà em có cách quen đi. Rồi ok nhân. Bây giờ anh xin trước đi, anh dựng trứng thử. Ừ, đâu rồi anh làm thử coi. Dĩa sát vô ấy, nó quay cái nhang đụng. Dạ, thưa cả nhà, thì đây là một cái quả trứng gà. Để mà làm theo cũng như là mình thực hiện lại cái các bước mà của quý vị Phật tử cũng như là quý vị khán giả gần xa cả nhà. Khi mà họ đến thì họ sẽ tìm cái quả trứng này để mà họ xin một cái con số hữu duyên đến từ ông Tà cho. Thì bây giờ Ngôn cũng sẽ bắt chước là làm theo y gan như các bước nha. Dạ, đầu tiên là bây giờ là mình phải dựng cho quả trứng đứng đúng không nha. Nhưng mà cái nó phần nào ở trên nha. Cái nào cũng được. Cái nhỏ hay là cái bự ở trên? Nhỏ bự trên. Nhỏ trên bự dưới ha. Vậy ha. Rồi bây giờ Ngôn cũng sẽ cố gắng để mà dựng, nếu mà ông Tà hiển linh thì sẽ đứng nha cả nhà. Hoàn toàn rất là khó. Dạ cả nhà ơi, nếu mà đây là một quả trứng mà mình dựng đứng trên một cái nền viên gạch bông này cả nhà, nếu mà không có cái sự màu nhiễm thì sẽ không thể đứng được, rất là khó. Nhưng mà theo như các quý vị khán giả gần xa khi mà họ đến đây thì họ cầu á mà được ông Tà chấp nhận á thì cái quả trứng này sẽ đứng liền luôn chứ không có cái dựng lâu như Ngôn đâu. Được rồi, cái này chắc Ngôn không làm được. Thôi bây giờ để cho em Nhân sẽ vào, tại vì em Nhân chính là người thắp nhang từ lúc đầu cho đến bây giờ, thì em Nhân sẽ vô làm thử và xin thử để cho quý vị khán giả cũng như là cả nhà mình một con số may mắn đến từ ông Tà Đen nha. Dạ rồi. Thì bây giờ em Nhân sẽ vào thử nha cả nhà. Anh thấy có quả trứng của khán giả người ta làm sẵn đó. Có nghĩa là quả trứng gà phải có đậu con ha. Mình mua trứng gà công nghiệp là chắc không có đậu con đâu. Ở bên ngoài thì khá là gió luôn nha cả nhà, khá là gió. Nếu mà thật sự mà câu chuyện này nó hiển linh thì quả trứng sẽ đứng nha cả nhà.
rất là khó để làm cho một quả trứng đứng. Wow, khá là linh luôn cả nhà ơi. Một sự màu nhiệm hoàn toàn là ở đây là có rất là nhiều chú người dân địa phương đang ngồi ở đây để mà chứng kiến mấy anh em làm ở đây luôn như thế nha. Dạ. Anh tự là Đinh Nhân Tráng. Dạ. Em xin rồi. Nhang cái đầu nhang này nè. Dạ. Rồi. Là xây cái trang số nào là con số đó trước. Và xong sau đó là nếu mà xây ngang số khác nữa là một cặp đó là số đó. Có nghĩa là một cặp ha. À, cái đầu là một con. Xong rồi sau đó là nó là một con nữa. Wow. Là cặp một cặp. Rồi. Dễ ra nha. Có nghĩa là mình tính theo đầu đỏ của nhang đó cả nhà. Là một con số đi trước nha. Nha. Hoàn toàn là quả trứng mà mình dựng trên nền gạch như vậy. Là gạch thì nghiêng chuối ra phía ngoài ruộng đó cả nhà. Thì hoàn toàn quả trứng mình để không bao giờ có thể mà đứng được như vậy đâu. Đứng. Nó khó lắm, không thể đứng được. Có thể là ông chưa cho. Với phần bên ngoài thì rất là nhiều gió luôn cả nhà. Wow, khá là một câu chuyện khó thể mà giải thích được. Em nhân đổi một cái cây nhang mới nha cả nhà. Do cây nhang hồi nãy thì mình để lên là quả trứng ngã. Bây giờ mình sẽ đổi một cây nhang mới. Anh đợi ra số hay gì anh? Dạ. Cá bò mà ở đây giờ nào ông ở vậy không? Dạ. Sáng 7 giờ cũng được. Wow. Mình về mấy cái bánh là được rồi. Lấy một bánh là đậu xanh. Để cái dĩa sát cho không? Wow. Khá là tâm linh luôn cả nhà ơi. Bây giờ khá là hồi hộp luôn cả nhà, quay kìa cả nhà. Wow. Đụng đất rồi nhân ơi. Như vậy là đầu tiên là ông chỉ vào số 4 nha cả nhà. Wow. Số 3 bây giờ số 3, ngày số 3 gì vậy? Giờ đi giờ lại cũng ngay số 3. Ông gật đầu luôn rồi kìa. Wow. Mới vừa nói luôn. Đại số 4 số 3 ngay chẳng lúc này. Wow. Có nghĩa là khi mà em Nhân vừa nói nếu mà ông Linh Thiên á thì ông xây nguyên một vòng tròn cho cho Nhân. Cái ngày đây luôn quá. Ngay vòng này nè. Nãy nó bị cái bọc này. Bị dính cái tua
thầy đứng nghe là lấy nhang đặt lại xin cho nó chi tiết. Như vậy 43 là đầu tiên nha. 43 là đầu tiên. Đầu tiên là một con số là 43. 43 là 4. Giống như hồi nãy tới số 3 cái ông gật đầu. Hôm qua số 34 rồi. Hôm qua. Ừ. Hôm qua số này đúng đúng tật đó. Dạ. 34 này 43 đã hoài quýnh. Dạ. Quýnh là chúng nó ta bán nhiều. Rồi xong rồi thầu vô đập cái miếu nữa. Dạ. Giờ đây là ông Tà Đen nghe cả nhà, rất là linh thiêng, nhiều người từ khắp mọi miền đổ về để mà xin một cái lộc, đó chính là một con số thì được ông cho, và ông cho khá là trúng nhiều, cho nên phía bên nhà thầu họ đi vào để mà họ đập bỏ, họ lén đập bỏ cả nhà, thì đập gãy hết một tay của ông, giờ ông mới được sửa lại thôi. Bây giờ chủ đất mới từ vô giữ tháng 3 triệu. Từ gói xanh nè. Dạ, bây giờ thì em Nhân bắt đầu thao tác được rồi, xin lại. Được luôn. Chứ có thể là Nhân Nhân gì luôn rồi. Không cho lại luôn nha. Chứ có thể là Yến Tà vậy. Ừ. Không cho. Không linh thiên là cho đứng là cái nữa đi. Quay y là... Như nãy vậy nha. Nhưng mà ngặt cái là khi ông cho số là ngay số, còn khi mà mình nói nếu ông có hiển linh ông quay vòng tròn là ông quay vòng tròn. Có nghĩa là chỉ được có 43 thôi ha. Con thấy là cái vòng này nãy giờ xây vòng nào cũng phải đảo vậy đó. 43. Dạ rồi, thì cậu mong sao đó cũng là một con số may mắn để cho quý vị khán giả mình có một chút tài lộc đến từ ông Tà Đen. Dạ. Dạ. Dạ, đây là ông Tà Đen được trang điểm phía trên thì có được sơn màu tím nha cả nhà. Ở hai chân mày thì được sơn màu tím. Chai rượu màu trắng á, chai vuông màu trắng này là rượu nè, rượu nước khá là linh thiêng luôn cả nhà ơi. Chai rượu bánh trái trái cây. Dạ. Vừa rồi á thì Ngôn có ở đây làm cho cả nhà mình biết được là một quả trứng này nè, thì ở đây quả trứng này có ghi ngày luôn. Như vậy là quả trứng này là có ghi ngày là ngày 17 tháng 6 2022. Nghĩa là mới đây á. Mới qua ngày 6. Đài Vĩnh Long. Tiếng giọng gì? Wow. Tiếng giọng gì? Mới bữa thứ 6 rồi nè. Tiếng gì Nhật nè. Dạ. Có ai làm gì không? Nhưng mà có ai làm gì không? Mà phát cái tiếng động á. Mấy cái ngồi mới đỡ kìa. Dạ. Dạ, như vậy là ở đây còn có số 32 nữa nè. Rồi, thì tạm tha là như vậy đi, mình cũng không dám chắc chắn. Dạ. Anh chút xíu, anh cho em hỏi thăm anh là từ xưa giống như là từ lúc mà có cái miếu tới giờ á, là anh có từng thấy cái cảnh mà cái quả trứng mà dựng đứng lên không anh? Có thấy quả sinh thì thấy cái để nhà trứng đứng thôi chứ không thấy dù để cái nhà. À, có nghĩa là cái trứng gà thì đứng lên nhưng mà làm sao có số được ta? Ta có cái bảng để số nè. Bảng số đó. Dạ. Thì không có chính luôn. Là mình để ngay cái số nào? Là cái hộp gà đứng ngay số đó, là người ta đánh số đó đó. Dạ. Còn bữa nay thì mình thấy cái cây nhang là anh... Cái hộp gà đứng mà không có xây. Dạ. Bữa nay là mới thấy đằng đầu luôn đó. Anh có ngạc nhiên về cái câu chuyện tâm linh này không anh? Ngạc nhiên vụ này cái để nhang. Dạ. À. Như vậy ở đây là mình có cái bảng số này ha chú ha. Dạ. Từ 00 tới 99. Có khi nào chú thử dựng đứng không chú? Không có thử, thấy người ta lại làm. Người ta làm đứng không chú? Đứng hả ta? Đứng ngay số nào là ấy số đó? Đứng ngay số nào là đúng. Dạ. Em đứng chắc lên hoài. Khá là ấn tượng.
À, có nghĩa là trong những cái ô này sẽ là một con số, và mình dựng trứng gà đứng ngay đâu thì có nghĩa là ông tà cho vào số đó. Dạ. Như vậy là cây nhang là hồi nào giờ anh mới chứng kiến thôi. Dạ. Khá là ấn tượng ha anh ha. Dạ. À, ở đây có một người em. À, bây giờ người em vào sinh số. Dạ, theo theo như người chú vừa diễn tả cái cách để sinh số á, thì bây giờ người em làm bắt trước. Ngồi cái bàn xuống. Anh sẽ mở mà chứng chứng bỏi của chạy lấy ngừng nữa thì ổng đấu cho. Không dựng từ con á, từ công công xuống. Dựng từ công công không á, chạy dài dài con nào đứng dựng khác. Ba vòng dựng khác thấy người nó vô sinh dựng như. Thấy để nhưng mà miếng gạch bông mà đứng ta. Ba lần vậy đó không không đứng giờ xuống khác. Nếu mà trong cái nền gì đó nó gồ ghề này kia, có lỗ này kia nhỏ nhỏ thì đứng đứng không nói. Cái này nó đâu có bằng đâu, cái gì chứ nó không bằng. Bằng không bằng mà nó nghiêng nữa. Nghiêng qua bên đây nè. Nghiêng gì bển á, tôi thấy nghiêng gì bển á. Dạ. Người em xin thất bại. Để nhăn nhăn à. À đúng rồi, mình xin lại cái nữa đi cho chắc ăn. Để em hơi chiều nay hai ông giữ bò banh xác à. Cho ông đài cái thuốc. Từ chiều nay chắc bán bò quá. Dạ. Ông Từ chiều nay ông Từ ơi, chiều nay xuống xác con bò ông Từ thành 4-3 con. Bò 4-3 luôn. Bò 4-3 luôn hả? Ừ. Ồ, giống như có cái đêm rồi. Ừ. Hèn gì nãy giờ thấy ông Từ đứng ngoài cười chiếm chiếm hoài. Đổ dựng mưa thôi cho này không nắng chứ. Chứng có gì luôn nha mọi người. Dạ. Không có gì luôn nha. Một chút. Bốn ba bốn bốn à? Thì xếp chết ngoài để cái nhang chúng quay để ba đựng cái gì á? Chắc phải nhìn tới cái gì? Không cho nữa anh ơi. Ông không cho nữa rồi. Ê, bây giờ anh có cách nè. Anh có cách để biết chắc ăn hay không nè. Cưng lắc cái này nè. Coi thử ơi, có ra số 3443 không? Lắc hai cái. Có thể là ông cho gì vậy? Cưng lắc cái này nè. Không phải dễ dựng đứng đâu rồi đó. Cho cái ra được rồi. Đó, cưng lắc thử ơi. Chắc nhiều quá mưa. Ghê nè mẹ ơi. Kệ đi, mình lắc cái đi để cho khán giả coi thử xem sao. Ủa. Lắc dữ vậy đây em. Cô quá trời ơi, làm lại. Tao biết lắc. Tao bao lô luôn rồi. Tao biết lắc rồi. Đây tao lắc cho nha. Hả? Thôi để tôi lắc thử vậy nó giống. Từ từ thôi, một cây thôi. Đó. Rồi. Bạn bốn bốn bay không? 98 lần 86 98 gì? À, như vậy là 98. 98. 86 mấy giờ chiều là nó 86. Này 21 nè, 86. À. Dạ rồi cả nhà ơi. Thì đây chỉ là video để mà tham khảo thôi nha cả nhà. Chỉ là mình đến đây để tìm hiểu sự linh thiêng, cũng như là cái câu chuyện về ông ta mà quá linh, cho nên nhiều người trúng số. Thì thầu đề đã đến để mà đập miếu ông. Thì ngày hôm nay Ngôn tìm đến để mà quay cho cả nhà mình cũng như là quý vị khán giả gần xa hiểu rõ một phần nào, nắm rõ về đầu đuôi câu chuyện, cũng như là sự thật ông có linh hay không. Dạ, thì vừa rồi thì Ngôn cùng với những người cô chú bác nông dân xung quanh cũng đã chứng kiến cái cảnh mà một cái trứng gà có thể dựng đứng trên một cái nền gạch, và cùng với đó là cây nhang
cũng làm theo cái ước nguyện của mình, giống như cái lời nguyện cầu của mình. Khi mà cầu đến ông thì cây nhang cũng sẽ quay theo, giống như là đúng với cái ước nguyện của mình đặt ra. Dạ, thì đến đây Ngôn xin phép được kết thúc video. Và Ngôn hy vọng rằng sẽ được cả nhà like cùng với đăng ký ủng hộ tinh thần cho Ngôn nha. Ngôn xin chào và chúc cho cả nhà mình có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc, bình yên mỗi ngày. Xin chào, mình là Vinh.